Xếp hàng vào từ từ từ. Khi nào nghe đọc mới vào. Thay nước rồi. Hả? Thay nước uống chưa thầy? Từ từ tí nữa. Tí nữa. Được rồi, bắt đầu đi. MC sẵn sàng chưa? MC mời MC làm gì đấy? Các đội cùng kiếm người sẵn sàng chưa? Chưa thấy khán giả. Ở đây các bạn học sinh nội trú chúng ta ra phía trước để cổ vũ cho các bạn học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú sang đây. Khán giả ơi, nhà phần chủ trì của đơn vị trường phổ thông dân tộc nội trú Viên Sa Lai. Chứa một cái lưới lên à. Nhân quay cho mình nhân, mình đi chụp hình cái. Chụp nha, mình có chờ xin làm tư liệu. Quay nha. Cứ đứng im thế này hả? Đâu có, mình quay vừa lên gần vừa lên xa. Không phải, ơi, kiếm đứa khác đi, có biết quay đâu. Quay mũ đủ hết nội dung rồi được. Thôi, gần hết đi kiếm đứa khác đi. Không to thu nhỏ đâu, ví dụ muốn thấy đứa nào đẹp là quay to. Gì gần lại. Gần lại. Xem em nào xinh gái nhất. Bây giờ nó quay lưng vào rồi. Ui, thằng ơi đụng vào cái gì rồi? Thằng đụng vào cái gì nó mờ cam rồi nè. Nhấp nhấp có dữ lại nó rõ lên. Cái nào? Nét lên. Dữ hình á. Nó sẽ lên nét lại. Đi săn gái đẹp, đi săn gái đẹp. Thank you.
Lúc nãy con chụp lấy một tấm tổng thể. Ở trên này này. Tạm dừng đi, tạm dừng chỗ nào? Thắng, tạm dừng chỗ nào? Nó sắp hết pin rồi. Đây mình mới lên YouTube đàng hoàng ấy nha. Hello hello. Đấy, thầy Thắng mới tuyển cô làm nhân viên. Cái đoạn này đang lấy mình dừng lại. Giờ này con thì quay hết xem bạn nào vắng. Bộ này đẹp quá, đẹp quá, quay nhiều ạ. Không thể nào đầy được. Ôi giời ơi, giờ này còn bàn luận gì nữa. Đập cái nào thì quất luôn đi. Mấy ngày sửa thầy không có sửa. Thật chưa, cái nào rối. Rối đen hết luôn mà anh quên. Bây giờ còn sửa gì nữa. Thoát đi quay lại cái mới. Quay lại cái mới hả? Không, Mỹ là bây giờ lấy lại nè.